Chào các bạn tin nhanh 24/7. Nữ sinh bị tạt axit phỏng một mắt, hủy hoại 75% gương mặt. Chiều ngày 30 tháng 3, thông tin với chúng tôi, đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện đang tích cực điều trị bệnh nhân Hoàng Tăng Thị Thu Hương, sinh năm 1996, quê ở Đắk Lắk, tạm trú quận 12. Được biết, bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận bệnh nhân Hương vào lúc 12:30 cùng ngày. Theo dõi sức khỏe bệnh nhân ban đầu, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị phỏng 3/4 diện tích khuôn mặt, bị phỏng khuôn mặt 4-5% độ 1-2, bỏng mắt trái độ 3-4, mắt phải 2-3. Bệnh nhân đã phải rửa mặt và chuyển lên bỏng lao. Mắt trái bệnh nhân bị hư và không thể phục hồi. Mắt phải bệnh nhân hiện cũng bị tổn thương nên da được chưa được đánh giá. Bác sĩ Ngô Lê Đại, trưởng ca cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ. Tiếp nhận với chúng tôi, bệnh nhân Hương cho biết từ dịp Tết đến nay, Hương có mâu thuẫn với hai người bạn dẫn đến hai người không ở chung phòng với nhau nữa. Cũng thời gian gần đây, một trong hai người nọ có ý định hại Hương nhưng không thành công. Từ nghi vấn này, Hương cho biết rằng có thể một trong hai người bạn nọ lên kế hoạch hại mình. Thông tin với chúng tôi, anh Hoàng Tăng Thái, anh trai của nạn nhân Hương cho biết hoàn cảnh gia đình của anh đó khá khó khăn. Anh Thái đang hiện ở thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân để phụ giúp gia đình nuôi em gái học. Theo anh Thái, thường ngày Hương là người khá hiền lành và nghe lời gia đình. Tuy nhiên, các mối quan hệ mâu thuẫn với em gái mình thì anh Thái không nắm rõ. Trưa nay, tôi đang làm thì nghe hung tin về em mình. Khi chạy vào bệnh viện thì thấy nó nằm bất động, tay chân rõ rời. Tôi không biết vì động cơ gì mà người ta tận tâm tạt axit vào em mình. Anh Thái chia sẻ. Trước đó, vào khoảng 10:30 cùng ngày, Hương và một người bạn đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng đi chợ cầu. Khi hai nữ sinh lưu thông qua đoạn đường ngã tư Quang Trung Phan Rí thuộc phường 14 quận Gò Vấp thì bất ngờ bị hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát tạt axit lên người, sau đó tẩu thoát. Hương và bạn bị dính axit bất ngờ ngã xuống đường, quần áo, một số vật dụng mà nữ trang trên người bị bốc cháy. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện. Trước sự cấp cứu của bệnh viện, người nhà Hương bị dính axit nên được sơ cứu ở bệnh viện gần trường. Riêng Hương được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Hiện công an quận Gò Vấp đang truy bắt kẻ gây án. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Các bạn ở clip tiếp nhớ like.